parties, các cái buổi tiệc, bữa tiệc. Parties can be a lot of fun. Các cái bữa tiệc thì có thể là rất là vui. People get invited to parties. Mọi người thì được mời đến bữa tiệc. Invite là mời, get invited là được mời. You can have a party because it is a special occasion. Bạn có thể tổ chức một bữa tiệc, have a party tức là tổ chức một bữa tiệc, bởi vì đó là dịp đặc biệt. Occasion là dịp. Special occasion nghĩa là dịp đặc biệt. Or just because you want to have a party. Hoặc chỉ đơn giản là bởi vì bạn muốn có một bữa tiệc mà thôi. Sometimes people wear paper hats at parties. Đôi khi thì người ta đội mũ giấy ở các cái bữa tiệc. Paper hats, mũ giấy. These are called party hats. Và những cái mũ này thì được gọi là mũ của buổi tiệc. Ta dùng từ gì cho hay? Mũ dạ tiệc. Some people decorate with streamers and balloons. Một số người thì trang trí, decorate. Ta có từ trang trí là decorate. Bằng streamers, tức là cái cờ đuôi nheo. Cờ đuôi nheo, tôi không biết diễn tả thế nào. Nó là một cái cờ, tóm lại là một cái cờ, cờ bé. Đó. And balloons, balloons là bóng bay thôi. Thì một số người thì trang trí bằng cờ đuôi nheo và bóng bay. At some parties, there's a cake. Tại một số bữa tiệc thì có cả một cái bánh nữa, bánh ngọt. Sometimes there are just snacks and drinks. Đôi khi thì chỉ có đồ ăn vặt và đồ uống thôi. Drinks là đồ uống. Snacks là đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh. Đôi khi mình gọi nó là bim bim đấy. Nhưng mà thực ra nó không chỉ có bim bim, nó có nhiều thứ, nó gọi là đồ ăn vặt. At some parties, people play games. Tại một số bữa tiệc thì người ta chơi trò chơi nữa. There are also parties where people just stand around and talk. Ngoài ra thì cũng có cả những bữa tiệc mà người ta chỉ có đứng xung quanh và nói chuyện thôi. Stand around and talk. Đứng xung quanh và nói chuyện. People wear different things to parties. Mọi người thì mặc rất là nhiều đồ khác nhau đến bữa tiệc. You can go to some parties in casual clothes. Bạn có thể đi tới một số bữa tiệc mà trong những trang phục rất là bình thường thôi. Casual tức là bình thường. Casual, jual là âm j. Casual clothes, trang phục bình thường, quần áo bình thường, quần áo bình thường hàng ngày này. At other parties, tại những bữa tiệc khác, you need to be dressed up in good clothes. Thì bạn lại phải ăn mặc quần áo đẹp. Good clothes hoặc là nice clothes tức là quần áo đẹp. To be dressed up hay bằng với lại dress up hay là bằng với wear có nghĩa là mặc thôi. There are other parties where you are supposed to wear a costume. Có cả những bữa tiệc khác mà nơi mà các bạn phải mặc những cái trang phục lễ phục. To be supposed to có nghĩa là phải. Cụm từ này có nhiều nghĩa, trong trường hợp này nghĩa là phải. Costume ta đã học rồi, nó là một cái bộ trang phục lễ phục. There are many different kinds of parties. Có rất nhiều loại tiệc khác nhau. There are Christmas parties, birthday parties, going away parties and parties for no reason at all. Có những bữa tiệc Christmas, Giáng sinh, birthday là tiệc sinh nhật, going away tức là chia tay đấy, đi xa đấy. Going away parties là tiệc chia tay. Going away parties for no reason at all có nghĩa là tiệc mà không có lý do nào cả. Reason là lý do. I have been to parties for people who are retiring. Tôi đã từng tới những bữa tiệc dành cho những người mà về hưu. Retire, ta có từ retire có nghĩa là nghỉ hưu. Retiring. Who are retiring có nghĩa là người sắp nghỉ hưu, người sẽ nghỉ hưu theo đúng kế hoạch. Or for people who have just had a new baby. Hoặc là đối với những người mà vừa mới có em bé mới, vừa sinh em bé. There are hundreds of reasons for having a party. Có hàng trăm lý do để tổ chức tiệc. Hundreds mà có thêm chữ SC đằng sau nghĩa là hàng trăm. Hundreds. Hundreds of reasons. Hàng trăm lý do. At some parties, tại một số bữa tiệc, you take a gift. Thì bạn mang quà đến. Cái từ take này thì nó có rất nhiều nghĩa. Đôi khi nó là nhận, đôi khi nó là mang, đôi khi nó là lấy. Trong trường hợp này chúng ta phải dịch là mang.
take a gift, có nghĩa là mang quà đi. If it is a birthday party, then you take a gift and a birthday card to the person who is having the birthday. Nếu đó là một bữa tiệc sinh nhật, thì, then là thì, bạn phải mang một món quà và một cái tấm thiệp sinh nhật, birthday card, cho cái người, to the person mà có cái ngày sinh nhật đó, who is having the party, the birthday đó. Sometimes people will ask you to bring food or drinks to the party. Thỉnh thoảng thì người ta cũng sẽ bảo các bạn mang đồ ăn hoặc là đồ uống tới bữa tiệc. Đó thì cái từ bring nó dễ hiểu hơn này, từ bring này, từ mang này. Đấy. Từ take này thì nó hơi dễ nhầm lẫn. All parties are different. Tất cả các bữa tiệc đều khác nhau. It is nice to be invited to parties. Và thật là tuyệt khi được mời đến các bữa tiệc. To be invited, tức bằng với lại get invited, tức là được mời đến các bữa tiệc.